thoại này. Ui giời ôi, tí tuổi đầu mà bày đặt cái trò là ăn cắp ăn trộm điện thoại của người khác à? Đây có phải điện thoại của cháu không? Đây là điện thoại của cháu mà. Điện thoại của cháu mở pass đi. Cháu đấy, mở được cho nó không mở được thì em để tôi. Đây này tôi mở được cái này, thấy chưa, điện thoại của tôi này, tí tuổi đầu này, mọi người xem này, đấy, ăn trộm ăn cắp này, thấy chưa, đưa lên công an đi. Chắc chắn là điện thoại của anh không? Đúng điện thoại của tôi mở mật khẩu được đấy. Không phải như thế đâu mọi người ạ. Ôi, này, cháu gái lấy điện thoại là có lý do của nó, còn đây là một thằng biến thái, chuyên đi quay clip của các nữ sinh để đưa lên mạng và tống tiền. Đúng rồi, hắn là tên biến thái đấy ạ. Cho lên công an. Ui.